Diễm xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Diễm sẽ giới thiệu với các bạn một căn hộ chung cư ở Sài Gòn, mà cụ thể là của một cô gái còn độc thân. Căn hộ này thì chỉ có diện tích là 50m² thôi các bạn. Với cảm hứng của cô gái này là lấy cảm hứng từ Paris kết hợp với Đông Dương đương đại, nữ tính nhưng mà không có ủy mị. Và sau đây xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn hộ này thông qua những hình ảnh mà mình để bên dưới. Trong quá trình các bạn xem video, các bạn có thắc mắc thì hãy gọi vào số hotline 0932053399, thể có kiến trúc sư trực tiếp tư vấn thêm cho các bạn nha. Rồi xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng căn hộ chung với mình nha.